ta sẽ tìm hiểu về RDL và TLL. RDL Secure Socket Layer là một giao thức bảo mật được phát triển bởi Netscape vào năm 1995 nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu truyền tải giữa máy khách client và máy chủ server thông qua việc mã hóa dữ liệu. TLL Transport Layer Security. TLL là phiên bản nâng cấp của RDL được phát triển bởi IETF Internet Engineering Task Force vào năm 1999 để thay thế RDL cho các lỗ hổng bảo mật trong RDL. TLL có cơ chế mã hóa mạnh mẽ và bảo mật hơn so với RDL. TLL 1.0 là phiên bản đầu tiên tương tự RDL 3.0 nhưng có cải tiến về bảo mật. TLL 1.2 và 1.3 là các phiên bản hiện đại của TLL. Với TLL 1.3 là phiên bản mới nhất, loại bỏ nhiều thuật toán cũ không an toàn và cải thiện hiệu suất. Sự khác biệt giữa RDL và TLL. Về bảo mật, TLL cung cấp bảo mật tốt hơn với các thuật toán mã hóa hiện đại và bảo vệ chống lại các loại tấn công đã biết. Về hiệu suất, TLL có hiệu suất tốt hơn so với RDL do các cải tiến trong quá trình bắt tay, handset và bảo mật. Về mã hóa trong RDL, TLL có các loại mã hóa, có 3 loại mã hóa. Thứ là mã hóa đối xứng (symmetric encryption). Mã hóa đối xứng sử dụng cùng một khóa để mã hóa và giải mã dữ liệu. Quá trình này diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Về ứng dụng, RDL TLL sử dụng mã hóa đối xứng sau khi kết nối an toàn được thiết lập để bảo vệ dữ liệu truyền tải giữa máy khách và máy chủ. Về các thuật toán phổ biến của mã hóa đối xứng là E, là AES, AES, Advanced Encryption Standard. Với các kích thước khóa 128 bit, 192 bit và 256 bit. Là mã hóa thứ hai là mã hóa bất đối xứng, symmetric encryption. Mã hóa bất đối xứng sử dụng hai khóa khác nhau là khóa công khai public key để mã hóa và khóa riêng private key để giải mã. Ứng dụng của mã hóa bất đối xứng, RDL TLL sử dụng mã hóa bất đối xứng trong quá trình bắt tay handshake để trao đổi khóa đối xứng an toàn giữa máy khách và máy chủ. Các thuật toán phổ biến của mã hóa bất đối xứng là RSA, Reverse Summing, Element và ECC, Elliptic Queue Cryptographic. Loại mã hóa thứ ba là hàm băm mã hóa, hashing. Hàm băm mã hóa là một hàm băm tạo ra một giá trị duy nhất cho một tập dữ liệu nhất định, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Về ứng dụng của mã của hàm băm mã hóa, RDL và TLL sử dụng hàm băm để đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi trong quá trình truyền tải. Còn thuật toán phổ biến của hàm băm mã hóa là RSA256. RSA256 đề cập đến hàm băm mật mã thuộc họ RSA256, thuật toán hàm băm an toàn hơn. Thuật toán RSA256 tạo ra giá trị băm 256 bit tương đương 32 byte, có kích thước cố định từ dữ liệu đầu vào có độ dài tùy ý. Về các chứng chỉ số, chỉ số chứng chỉ số là một tập, là một tệp dữ liệu chứa khóa công khai và thông tin về chủ sở hữu như tên miền, tổ chức, quốc gia, được phát hành bởi một cơ quan chứng thực Certificate Authority, chứng thực số xác minh nhân tính của máy chủ và thiết lập một kết nối an toàn để máy khách. Các thành phần của chứng chỉ số đầu tiên là khóa công khai public key được sử dụng để mã hóa dữ liệu trong quá trình bắt tay. Các thành phần thứ hai là thông tin chủ sở hữu bao gồm tên miền hoặc tên tổ chức sử dụng chứng chỉ. Thành phần thứ ba là chữ ký số của Certificate Authority, đảm bảo tính xác thực của chứng chỉ.
được ký bởi tổ chức đó, được ký bởi cơ quan chứng nhận. Các loại chứng chỉ số domain validation. Cái còn lại chứng chỉ số đầu tiên là có domain validation, chứng chỉ xác thực tên miền phù hợp cho các website cá nhân hoặc blog, đơn giản và nhanh chóng chỉ yêu cầu xác minh quyền sở hữu tên miền. Chứng chỉ thứ hai là organization validation, chứng chỉ xác minh cả tên miền và tổ chức sở hữu, yêu cầu nhiều thủ tục xác minh hơn, phù hợp cho các website thương mại và doanh nghiệp. Chứng chỉ số thứ ba là extended validation, cấp cao nhất của chứng chỉ, yêu cầu xác minh kỹ lưỡng về pháp lý, tài chính và hoạt động của tổ chức. EV cung cấp mức độ tin cậy cao nhất, thường được thấy ở các trang web giao dịch tài chính. Thứ là về quá trình bắt tay RDL, TRL. Các bước cơ bản, bước đầu tiên là client hello. Máy khách gửi một thông điệp client hello để máy chủ, bao gồm phiên bản RDL, TRL, bộ mã hóa, cipher seal mà máy khách hỗ trợ và một số ngẫu nhiên. Bước thứ hai là server hello, máy chủ đáp lại với server hello, một phiên bản RDL, TRL và một bộ mã hóa phù hợp từ danh sách mà máy khách gửi, máy chủ cùng gửi chứng chỉ số và một số ngẫu nhiên khác. Bước thứ ba là key exchange, máy khách xác thực chứng chỉ số của máy chủ và sử dụng khóa công khai của máy chủ để mã hóa một khóa đối xứng mới được tạo ra, khóa này được gửi đến máy chủ. Bước thứ tư là session key, cả máy khách và máy chủ sử dụng khóa đối xứng được chia sẻ để mã hóa và giải mã dữ liệu trong phiên làm việc session tiếp theo. Bước thứ năm là handshake completion, sau khi trao đổi các khóa và xác nhận, quá trình bắt tay hoàn tất và dữ liệu tiếp theo được truyền qua kênh bảo mật. Về các bước thiết lập RDL, TRL, bước 1, mua và cài đặt chứng chỉ RDL, TRL, chọn Certificate Authority, lựa chọn một nhà cung cấp chứng chỉ uy tín như Let's Encrypt, DigiSafe hoặc GlobalSign, tạo CSA, Certificate Signing Record, tạo yêu cầu ký chứng chỉ bằng cách cung cấp thông tin về tổ chức và tên miền, nộp CSA và nộp CSA cho Certificate Authority, gửi CSA tới Certificate Authority để cơ quan chứng nhận xác minh thông tin và phát hành chứng chỉ số. Và cài đặt chứng chỉ, sau khi nhận được chứng chỉ, cài đặt nó lên trang web, lên máy chủ web. Điều này thường bao gồm việc cập nhật cấu hình của máy chủ như Apache để sử dụng chứng chỉ mới. Bước thứ hai là cấu hình máy chủ web. Đầu tiên là enable SSL TSL module, đảm bảo rằng cả module tiết RDL TSL được bắt trong máy chủ web. Bước thứ hai là cấu hình cipher, chọn các bộ mã hóa mạnh như AES 256 và hạn chế các cipher yếu. Thứ ba là redirect HTTP to HTTPS, cấu hình máy chủ để tự động chuyển hướng tất cả các yêu cầu HTTP sang HTTPS, đảm bảo mọi dữ liệu đều được truyền tải an toàn. Thứ là test configuration. Configuration sử dụng các công cụ như RDL Lab để kiểm tra và xác thực cấu hình RDL TSL của bạn. Bước thứ ba của thiết lập RDL TSL là quản lý và gia hạn chứng chỉ. Đầu tiên là theo dõi thời hạn chứng chỉ số có thời hạn nhất định, tương là 1 năm hoặc 2 năm, bạn cần gia hạn trước khi chứng chỉ hết hạn để tránh bị giảm đoạn dịch vụ. Thứ hai là auto renewal, sử dụng dịch vụ gia hạn tự động chứng chỉ để giảm thiểu rủi ro quên gia hạn